Tường Vi đây nhá em nhá. Cũng chỉ có còn từng này thôi, không chưa chắc không biết có đã có đủ không. Đây chị đếm số lượng cây cho em xem này. 1 cây, 2 cây, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chắc tầm đây 10, 11. Chắc khoảng tầm được 15 cây em ạ. Cây cao 1m7, 1m8 thoải mái. Cây này phải tầm 2m luôn. Gốc nó cũng khá to rồi nha em nhá. Một cái đốt ngón tay chị, cái này tầm được 2 phân rưỡi. Đấy. Cây nuột đẹp. Đẹp, cây đẹp lắm. Nếu mà số lượng không đủ thì em có thể cân nhắc là lấy cái dòng mà nó thấp hơn. Nó cao khoảng tầm 1m2. Đây chị gửi hình qua cho. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây tường vi to ạ, như thế này rồi, cao khoảng tầm 1m8, 2m thì vui lòng alo ạ. Số điện thoại là 0977973535 ạ nhá. Cảm ơn bạn nhiều ạ.